Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Israel cài bom trong máy nhắn tin của Hezbollah khiến hàng nghìn người thương vong ở Liban. Ghi nhận từ báo tin tức, lượng nhỏ chất nổ đã được gài vào máy nhắn tin mà Hezbollah đặt mua từ một công ty Đài Loan, Trung Quốc. Theo tờ New York Times, ngày 17 tháng 9, thông tin trên do các quan chức Mỹ và những nguồn tin khác được thông báo về chiến dịch này cung cấp. Cụ thể, Israel đã tiến hành chiến dịch tấn công Hezbollah bằng cách giấu chất nổ bên trong một lô hàng máy nhắn tin mới. Lô hàng này được sản xuất tại Đài Loan, được nhập khẩu vào Liban. Theo các quan chức, những chiếc máy nhắn tin mà Hezbollah đặt mua từ công ty Go Apollo ở Đài Loan đã bị can thiệp trước khi đến Liban. Phần lớn máy nhắn tin thuộc mẫu AP-924 của công ty Go Apollo, ba mẫu khác của Go Apollo cũng có trong lô hàng. Hai quan chức cho biết, chất nổ chỉ nặng từ 28 đến 56 gram đã được gài bên cạnh pin của mỗi chiếc máy nhắn tin. Một công tắc cũng được gắn vào để có thể kích hoạt từ xa nhằm kích nổ chất nổ. Lúc 3 giờ 30 phút chiều 17 tháng 9 tại Liban, các máy nhắn tin được một tin nhắn có vẻ như do lãnh đạo Hezbollah gửi và tin nhắn này đã kích hoạt chất nổ. Bộ trưởng Y tế Liban cho biết trên truyền thông nhà nước rằng ít nhất 9 người đã thiệt mạng và trên 2.800 người bị thương. Các thiết bị này được lập trình để kêu bíp trong vài giây trước khi phát nổ. Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau vụ nổ máy nhắn tin. Israel không đưa ra bình luận về vụ tấn công cũng như không thừa nhận thực hiện. Sau khi nghiên cứu đoạn video về các vụ nổ máy nhắn tin, các chuyên gia an ninh mạng độc lập nhận định rằng rõ ràng sức mạnh và tốc độ của các vụ nổ là do một loại chất nổ nào đó. Ông Mikko Hipponen, chuyên gia nghiên cứu tại công ty phần mềm WithSQ và cố vấn tội phạm mạng cho Europol, nói những chiếc máy nhắn tin này có thể đã được chỉnh sửa theo cách nào đó để gây ra các vụ nổ như vậy. Kích thước và sức mạnh của vụ nổ cho thấy không chỉ đơn thuần là do pin. Bà Karen Elarazi, một nhà phân tích an ninh mạng người Israel và là nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv cho rằng các cuộc tấn công này đã nhắm vào điểm yếu nhất của Hezbollah. Đầu năm nay, lãnh đạo Hezbollah là ông Hassan Nasrallah đã cấm nghiêm ngặt sử dụng điện thoại di động mà ông cho là ngày càng dễ bị Israel giám sát. Bà Al-Azhari phát biểu, cuộc tấn công này đã đánh vào gót chân Achi của họ vì nó phá hủy một phương tiện liên lạc quan trọng. Chúng ta đã từng thấy những thiết bị như máy nhắn tin bị tấn công trước đây, nhưng chưa từng có cuộc tấn công nào tinh vi như thế này. Theo một số quan chức, hơn 3.000 máy nhắn tin đã được đặt mua từ công ty Go Apollo. Hezbollah đã phân phối máy nhắn tin cho các thành viên trên khắp Liban. Một số đã đến tay các đồng minh của Hezbollah ở Iran và Syria. Cuộc tấn công của Israel chỉ ảnh hưởng đến những máy nhắn tin đang bật và nhận tin nhắn. Vẫn chưa rõ chính xác những chiếc máy nhắn tin được đặt mua vào ngày nào và khi nào thì đến Liban. Sau vụ nổ, Hezbollah tuyên bố rằng Israel sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Lầu Năm Góc cho biết Mỹ không liên quan đến các vụ nổ máy nhắn tin hôm 17 tháng 9 tại Liban, đồng thời bày tỏ Washington tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau vụ việc trên, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhận thấy những diễn biến mới nhất ở Liban cực kỳ đáng lo ngại do bầu không khí vốn đã căng thẳng. Ông cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời lấy làm tiếc về thương vong của dân thường. Về phần mình, cho dù chưa lên tiếng chính thức về loạt vụ nổ máy nhắn tin nêu trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã họp đánh giá tình hình an ninh sau vụ việc. Theo truyền thông Israel, nội dung cuộc họp trên nhằm tập trung xây dựng các kịch bản nước này có thể phản ứng trong trường hợp leo thang căng thẳng. Trước đó ít giờ, chính quyền, các địa phương ở miền Bắc Israel đã yêu cầu người dân ở nơi trú ẩn và gia cố các phòng an toàn, viện dẫn lo ngại về khả năng leo thang. Hezbollah thề trả thù Israel sau vụ hàng loạt máy nhắn tin biến thành bom. Theo báo Tiền Phong, lực lượng Hezbollah ở Liban thề sẽ trả thù Israel, cáo buộc nước này kích nổ hàng loạt máy nhắn tin trên khắp Liban trong ngày 17 tháng 9, khiến 9 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Bộ trưởng Thông tin Liban Ziad Makari lên án vụ việc, gọi đây là hành động xâm lược của Israel. Hezbollah tuyên bố Israel sẽ hứng chịu hình phạt công bằng vì hành động này. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah trước đó cảnh báo các thành viên của lực lượng không được mang theo điện thoại di động vì những thiết bị như vậy sẽ dễ bị Israel theo dõi. Do đó, tổ chức này sử dụng máy nhắn tin để liên lạc. Một quan chức của Hezbollah nói với AP rằng các thiết bị phát nổ là sản phẩm của một thương hiệu mới mà nhóm chưa từng sử dụng trước đây. Quân đội Israel từ chối trả lời các câu hỏi về vụ nổ. Bộ Y tế Liban cho biết đã ghi nhận 9 trường hợp tử vong, trong khi số người bị thương là 2.750. Hezbollah xác nhận ít nhất 2 chiến binh của họ và một bé gái nằm trong số những người thiệt mạng.
đại sứ Iran tại Liên bang Mojaba Amani bị thương ngoài da trong vụ nổ và đang được theo dõi tại bệnh viện, hãng tin Fars của Iran đưa tin. Hai nguồn tin an ninh cho biết, trong số những người thương vong có con trai của các quan chức cấp cao Hezbollah, báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và một số quan chức khác. Nắm được tình hình cho biết, Israel đã giấu chất nổ vào máy nhắn tin Go Apollo do Đài Loan Trung Quốc sản xuất trước khi chúng được nhập khẩu vào Liban. Chất nổ được đặt cạnh cục pin với công tắc có thể kích hoạt từ xa để kích nổ. Lực lượng Hamas của người Palestine ở dải Gaza gọi đây là hành động leo thang, chỉ dẫn đến sự thất bại và thua cuộc cho Israel. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban, Ginny Hennis-Pratt-Chaert, lên án vụ tấn công và gọi đây là sự leo thang cực kỳ đáng lo ngại trong cuộc xung đột. Washington khẳng định không liên quan đến vụ việc và không biết bên nào phải chịu trách nhiệm. Mỹ tiếp tục kêu gọi phải có một giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Liban. Mỹ kêu gọi Iran cùng các lực lượng đồng minh là Hezbollah, Houthi và các nhóm vũ trang ở Iraq trong cuộc kháng chiến không lợi dụng bất kỳ sự cố nào để gây bất ổn. Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, Thiếu tướng Hezi Halevi, tham mưu trưởng quân đội đã họp với các sĩ quan cấp cao trong tối 17 tháng 9 để đánh giá tình hình, không có thay đổi chính sách nào được công bố, nhưng ông cho biết cần tiếp tục duy trì cảnh giác. Trước đó, cơ quan an ninh nội địa của Israel tuyên bố đã chặn được âm mưu của Hezbollah nhằm ám sát một cựu quan chức quốc phòng cấp cao của nước này. Trong những ngày tới, cuối ngày 17 tháng 9, Air France thông báo sẽ dừng các chuyến bay kết nối Paris với Beirut và Tel Aviv cho đến hết ngày 19 tháng 9 do lo ngại về an ninh. Hezbollah trước đó khẳng định họ muốn tránh chiến tranh toàn diện với Israel nhưng với điều kiện cuộc xung đột ở dải Gaza phải kết thúc. Những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza vẫn bế tắc sau nhiều tháng đàm phán với Qatar, Ai Cập và Mỹ đóng vai trò trung gian. Dù rủi ro gia tăng, các chuyên gia nghi ngờ khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, điều mà Mỹ vẫn tìm cách ngăn chặn và tin rằng không bên nào mong muốn. Liên Hiệp Quốc lo xung đột lan rộng sau các vụ nổ máy nhắn tin khắp Lebanon, Mỹ nhắc Iran kiềm chế. Báo Tuổi Trẻ Online cho biết, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau làn sóng nổ máy nhắn tin trên khắp Lebanon, trong khi Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel khẳng định Washington không liên quan vụ việc. Hàng trăm máy nhắn tin Pager do các thành viên Hezbollah và những người khác sử dụng đã phát nổ trên khắp Lebanon hôm 17 tháng 9, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 2.800 người bị thương. Liên Hiệp Quốc nói các vụ nổ này đánh dấu sự leo thang cực kỳ đáng lo ngại sau gần một năm xung đột giữa Israel, Hamas cũng như giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Những diễn biến hôm nay đánh dấu sự leo thang cực kỳ đáng lo ngại trong bối cảnh vốn đã bất ổn không thể chấp nhận được, điều phối viên Liên Hiệp Quốc tại Lebanon Ginny Hennis-Pratt-Chaert bình luận trong tuyên bố cùng ngày. Bà kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động hoặc lời lẽ hiếu chiến nào thêm vốn có thể gây ra một cuộc xung đột rộng hơn mà không ai có thể chấp nhận được. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố họ không biết trước và không liên quan đến các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Lebanon. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, tôi có thể nói rằng Mỹ không liên quan đến vụ việc này và không biết trước về vụ việc này. Hiện tại, chúng tôi đang thu thập thông tin. Ông Miller cũng kêu gọi Iran, quốc gia hậu thuẫn nhóm Hezbollah, kiềm chế. Ông nói, chúng tôi kêu gọi Iran không lợi dụng bất kỳ sự cố nào để cố gắng gây thêm bất ổn và gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hezbollah đổ lỗi cho Israel về các vụ nổ máy nhắn tin và thề sẽ trừng phạt nước này, nhưng Israel chưa lên tiếng. Làn sóng nổ máy nhắn tin chỉ diễn ra vài giờ vào ngày 17 tháng 9, sau khi Israel tuyên bố mở rộng các mục tiêu hoạt động quân sự của nước này. Theo đó, sẽ bao gồm thêm mặt trận Lebanon. Bộ trưởng Y tế Lebanon Firas Abiad cho biết các vụ nổ đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái. Cùng với đó, có 2.800 người bị thương, trong đó có khoảng 200 người trong tình trạng nguy kịch, với hầu hết các vết thương ở mặt, tay và bụng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!